đi cái đó, thực hành cái đó. Rồi còn anh bạn cuối cùng, anh xin cũng dưới cho tôi cái quá rồi. Tôi thấy được, tôi bảo thấy được tí xíu được. Con là một người dân tộc, là người Mỹ, phải tôi xin lên đây nào. Con người dân tộc, dân tộc gì? Dân tộc Lạc. Tộc Lạc ở đâu? Tôi có hộ về Nam Giang, tên là Lạc. Rồi, con được lời gì con nói cho mọi người? Dạ, ở bên Mỹ đó, thì con con đi Mỹ về hả? Bên Mỹ về anh ạ. Cái dân tộc tôi ho là anh Bia, mình tưởng là hốt bà tỏ anh vừa nói đi Mỹ về chứ không có được nha. Rồi, con xin chia sẻ cho mọi người cái gì con. Dạ, con tên là Bôi Cả Đăng Kỳ với bà gọi là Tòa Mát Kỳ Lê Giang ở bên Mỹ, tức là ở Phật Đà Chùa Sơn Lót đó. Thì là con tưởng đi cầu nguyện mấy người Bình Hoàng, mấy người đau, tức là thường xuyên với hai vợ con. Tức là kể từ năm 2014 thì bà vợ đến thư gia nên cửa nghỉ cũng được, nên tức là hội thăm hai cái con sinh này. Hai con sinh đều thằng hai con sinh này, tức là con ở đây cả thì hơn 4 tháng rồi. Nhưng mà bà vợ hiện đang ở thư gia, hiện đang làm giường trên Mỹ nhớ không được, là mình vô bên chỗ bốn Sài Gòn đó thì họ nói họ bó tay, họ nhớ không được. Mình đi, nhưng mà cái ông Chúa cho mình nhiều lắm rồi, thật sự. Nhưng mà mình mong kể lên Chúa ăn không đấy. Dạ, Chúa ông cứ cho mình là bị đau hết cả xương tay này, bị gãy xương, đi cho bác sĩ nói là bị gãy xương nào kia nhiều lắm, bị đau cả cái chân tay luôn, không đứng được. Mà một lần đầu mình xuống đây là coi như hết đau luôn. Mình xuống đây là mình thấy đau luôn. Mình xuống đây thì mình thấy đau luôn. Mình đến đây mình thấy sao, nói cho mọi người nghe mình thấy sao. Mình đến đây là mình cầu nguyện đến Chúa, mình xin hồng sắc tính của Chúa. Mình đang sự tin hát vào Chúa. Những gì là mình tiền bạc mình tiêu hết rồi, nhưng mà cũng không hết, nhưng mà mình xin hồng sắc tính của Chúa. Đi tặng cho mình cái máy năm trăm bảy nhé, mình về. Thưa cha là con xin nhờ sắp tin một chút để sắp tin các bạn. Rồi, đây tặng cho mình cái máy này, mình về tặng cho vợ mình nhé. Vợ mình nằm trên giường bệnh, rồi với mình mình cầu cầu lên làm thương xót Chúa, nói vợ mình cứ tin vào Chúa. Mình đã được chữa khỏi, Chúa cũng thương vợ mình, cũng như nhân viên mình vay, nha mình có vui vẻ có mình. Dạ, cảm ơn cha nhiều ạ. Tại vì mình cùng người như mình nắm công an gian ra, nó thật sự nhiều sâu hơn sân mình cũng tập nhiều lắm. Công an thì mình là bị cắt cái bóng đá ra, là đi cũng được nằm trên giường luôn. Hôm nay mình có vui không? Cũng mình đi xuống đây cũng vui luôn. Thưa anh chị em, đấy trở lại và trở nên bé thơ là như vậy, là mình. Là mình, Chúa gọi chúng ta là mình ơi. Chúa gọi mỗi người chúng ta, yêu thương chúng ta như là đứa con, thương thương chúng ta như là người bạn, thương thương chúng ta như người yêu, Chúa gọi mình ơi. Và cái này cũng xưng mình với Chúa, mình bệnh để Chúa chữa mình. Chúa bởi gọi chúng ta trở nên bé thơ là như hồn nhiên. Cứ đơn sơ đi, đừng có cầu kỳ, đừng có màu mè, đừng có giả dối, đừng có giả tạo, đừng có cách sáo, đừng có lễ nghi, đừng có vô hình thức, bỏ hết tất cả những cái đi, hồn nhiên đi, đơn sơ đi. Và điều mà Đức Tổng giám mục ngày đến đây, ngày nói, ngày đến đây lần thứ 3 rồi, thứ 6 vừa rồi, mùng 5 tháng 8 buổi trưa ngày đến đây, đường ngày đến đây bảo có gì ăn tương cho tạm nhớ. Ngày nói là tôi thích đến đây, để nó vui, nó đơn sơ, nó hồn nhiên. Đến đâu thì cũng kèm chống rồi cờ quạt rồi gì lướt sách nó tôi không có thích vậy. Tôi thích đến đây mà con gần gũi, nó bám tay nó chân nó vui, nó hồn nhiên. Đến đi trên đất thì nó hồn nhiên. Chú anh tôi còn đang mặc quần xà lỏng ở đây, bởi vì mặc cái leo đồ cái nón lá mà nên cứ ngồi anh tặng tôi dù không cần phải cả vạt chứ không cần phải áo sống cho nó dày sắc gì lắm trong cả, cứ hồn nhiên, cứ đơn sơ như vậy nó tao thích. Nhất cũng truyền đạo được, nhất cũng
giao diện được. Chứ còn là mình mà sang trọng quá, mình mà xa hoa quá, mình độc lấy quá, mình khách sáo quá, mình giả tạo quá, ai giao diện với mình, thưa anh chị em? Cùng anh chị